Hello các bạn, hôm nay là mình sẽ quay một góc nhỏ setup chuồng của Igu của mình cho các bạn và cái bữa ăn sáng cho Igu. Bữa ăn sáng Igu của mình thì cái việc đầu tiên hiện tại là bây giờ là 8 giờ sáng rồi, thì mình sẽ chuẩn bị xịt nước cho Igu. Thì hàng ngày mình đều xịt nước vào lúc sáng sớm vào lúc mà sau khi mà tắt đèn sưởi cho Igu có khoảng tầm 30 phút. Tại sao mà phải tắt đèn sưởi có khoảng tầm 30 phút? Tại vì khi mà mới sưởi xong thì Igu sẽ rất là thân nhiệt, nó rất là nóng, nếu mà bạn xịt vào á thì nó sẽ bị sốc nhiệt, sẽ không tốt cho Igu. Còn bây giờ cái việc mà xịt nước này á chủ yếu là để giữ cho Igu cái da của nó được giữ ẩm, da ẩm thì Igu nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đây thì mình set up chuồng của Igu gần một cái chỗ để sưởi, khúc lũa để cho nó leo trèo vào một cái chỗ nước để khi nào mà nó khát á, thì nó vào nó uống. Và để trước tiên mình xịt nước cho nó, bỏ một bình phun sương sẵn đây rồi, xịt nước ẩm cho toàn thân cho nó mát mẻ. Thấy không, em này là mới sáng là đã bay vô cái thau nước luôn rồi. Cái chuồng Igu của mình hiện tại là gồm hai em Red với một em Green Igu có khoảng tầm 5 ít. Mình nuôi này được nửa năm rồi mấy bạn, thì do một cái số lỗi kỹ thuật là nó bị vướng đuôi vô cái không song sắt ở trong chuồng này nè, là nó tự nó bứt cái đuôi nó ra luôn chứ không phải là do mình. Còn đây là buổi sáng chi Igu đây, lâu rồi, cũng mấy tháng rồi mình mới cho Igu ăn lại bí đỏ. Tại vì nói chung là mình nghĩ là nhỏ thì không nên cho ăn bí đỏ nhiều. Thì mình mặc dù mình biết là Igu rất là thích bí đỏ nè, mà để vào là bạn là thấy là nó bu lại liền. Nhưng mà hiện tại thì để bổ sung chất dinh dưỡng, với lại bí đỏ này mình cũng đã luộc kỹ rồi, luộc kỹ bí đỏ rồi rau muống nữa. Ok, để mình đi ra để cho nó bắt đầu nó ăn. Hiện tại là dưới khoảng tầm 5 ít này thì mình cũng không cho ăn bí đỏ nhiều, tại nó sẽ ảnh hưởng khó tiêu cho Igu á. Đó, các bạn thấy không, mình đi ra là nó bắt đầu nó bay lại nó ăn liền. Đối với những Igu mà có khoảng tầm dưới 7 ít như thế này, các bạn nuôi từ nhỏ tới lớn như thế này thì tốt nhất là các bạn nên để Igu ở một cái góc nào đó của phòng, để góc riêng thôi, ít người qua lại, để cho nó không có bị stress á, thì nó không có bị sợ, nó sẽ ăn nhiều hơn. Rồi từ từ khi mà lên cái khoảng, đối với mình nghĩ thì có khoảng lên tầm 7 ít, đến lúc đó thì Igu nó lớn rồi thì các bạn có thể là bắt ra chơi là thuần nó luôn. Các bạn thấy không, Igu rất là thích ăn bí đỏ, ăn bí đỏ trước tiên luôn. Nhưng mà bí đỏ nếu mà ăn nhiều thì Igu nó sẽ bỏ ăn rau. Bí đỏ này mình cũng đã luộc đến nhừ luôn rồi,
đối với Igu mà đã từ cỡ khoảng nghĩa là cỡ khoảng 8X trở lên thì các bạn là có thể bổ sung ý đỏ mỗi ngày, nhưng mà ít thôi nha, ít thôi. Còn dưới 8X á thì có khoảng 2-3 ngày thì mình có thể cho ăn bí đỏ một lần để bổ sung đều chất dinh dưỡng. Các bạn thấy là nếu mà muốn đi gu mà da mà đẹp á thì không phải chủ yếu là ở nhờ vitamin, canxi là nhờ là chính, nhưng mà các bạn cũng phải bổ sung thêm rau củ quả với trái cây nữa, đặc biệt là trái cây. Các bạn muốn gu da đẹp thì phải trái cây, chơi gu ăn trái cây nhiều như là dưa hấu, đu đủ, các loại trái cây nào mà màu sắc sặc sỡ, với xoài nữa, vì đó là cái nguồn vitamin chính cho Igu để phát triển da đẹp. Đấy, các bạn nhìn từ ở bên trái qua đó là Rinigu, em riêng của mình, còn ở giữa là em Super Red, ở bên phải là em Red thường. Thì ở cái tầm size này thì các bạn chưa thấy được cái sự khác biệt giữa Red Igu thường với Super Red là nhiều, nhưng mà khi lớn lên á thì cái con Red Igu á thường nó sẽ nhạt màu dần. Cái màu sắc Igu nó cũng còn phụ thuộc vào cái chế độ dinh dưỡng mà mình cho ăn nữa. Các bạn bổ sung vitamin cho ăn trái cây nhiều thì cái màu sắc nó càng sặc sỡ hơn, và còn tùy theo mùa nữa, nếu mà vô mùa giao phối thì cái màu nó sẽ khác nữa. Vì hiện tại là mình do mình nuôi ở trong nhà nên là không ở ở nhà mình thì cũng không có chỗ phơi nắng nhiều, nên là mình nuôi bằng đèn luôn. Nhà là mình mở đèn có khoảng 9 tiếng. Bắt đầu từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Hiện tại mình đang sử dụng bóng đèn sưởi một bóng 100W. Đã bao gồm UVB và UVA luôn. Các bạn mà muốn Igu lớn nhanh thì các bạn mở đèn sưởi nhiều. Hôm nay chắc là mình sẽ mở đèn sưởi thêm lâu thêm một chút, tại vì cho Igu ăn bí đỏ để cho nó tiêu nhanh hơn. Thấy không, cái con Igu đỏ này nó sung ghê không, cho sưởi nắng là bung yếm liên tục luôn. Ok, video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ bấm like và subscribe để xem những video tiếp theo của mình nhé. Ok, bye.